có thể xảy ra. Thì cái trường hợp này cũng có thể Phật tử này, bé này muốn gì, muốn kiểm tra đó có phải là chị của bé này thật không, thì bé này nên phát nguyện gì, ăn chay 21 ngày, tụng kinh Địa Tạng một ngày 3 thời sáng chiều và tối, và chỉ cầu Phật Bồ Tát để gia trì cho, bảo nếu mà đúng mà chị con mất chưa được siêu thoát đọa làm kiếp súc sinh cho thân con bướm như thế, thì nguyện cho gì, con tụng kinh 21 ngày thì chị con được gì, thoát kiếp súc sinh, thoát khỏi thân bướm, không phải là bướm nữa. Thì từ đó trở đi Phật tử không thấy còn nhà có việc, có dỗ, có chạp hay có bất cứ việc gì, không thấy con bướm sặc sỡ quen thuộc đó bay về nhà mình đậu trên bát hương vân vân đó nữa, thì có nghĩa, đồng nghĩa là gì? Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.